Yo, what's up anh em? Mình là Brownie B đến từ Lazy Noi, chợ lớn Hustle và hôm nay, ok, welcome in man. Ai, ê, quay. Ê, yo, Sunday, rớt cái cây. Welcome in man. Ai nào? Nay đây đông đủ luôn nào. Ok, bữa nay sẵn đông đủ quá, mình định reaction cái... có tâm đi tới đây với khoa cảnh và mô lì anh đâu tính làm reaction rồi vậy anh đâu yeah, anh định reaction bài Tobodachi nè mà anh em có bài nhạc nào nữa không? Ê, hôm qua em thấy giữa đêm có cái gì đó căng lắm nha anh em. Anh ở đâu biết gì không? Anh em chơi rap chắc anh em biết mà ha, đó là như là ba đồ hay đít đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đó là t-shirt có một bài đít với lại grill anh em thì wow. Anh ấy có em lên YouTube của anh để em mở cái bài đó. Ok, trước khi em lên YouTube để anh chuyển cái này qua cho người ta nhìn mình coi mình show off cái gì. Yeah. Anh đang nghe nhạc ghêu luôn man. YouTube nó tự nhảy luôn. Trùng hợp vậy bro. Đâu em vô bài em nói đi. Thì bài này là bài của T-Shit. Hôm qua giờ em thấy cộng đồng giật gân dữ lắm anh. Đây cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên đúng không? Bây giờ anh bây giờ cho em xin miếng nước được không? Ok. Này em. Yeah. Này, trước khi đây miếng nước. Để anh lấy cái ly cái anh em. Yeah yeah. Ok. À nãy anh em mới qua mà đã làm rớt cái cây báo hại rồi. Em thiệt luôn. Yeah. Làm miếng nước anh em. Vô nói cho nó trôi chảy. Qua rồi đó. Nghe nó mềm giọng. Tốn tiền đền cái cây mai. Cứ nó vô chi với lòng. Qua làm rễ sình gãy cây mai. Đâu nãy Molly ra mở cửa là Molly làm cái cây dính đầu em luôn á chứ phải là em đứng đó em mua dính đâu. Yeah. Anh có sự xem ở góc này. Yeah. Sẽ thấy cái mặt của anh. Trong khi đó mình sẽ rồi, off cái này xuống. À. Khoan anh, mình chưa giới thiệu đúng không? Mình giới thiệu em ơi. Tôi là Tony, sắp tới là tôi là Forever Young. Ok. Sẽ rửa sạch cái bài này. Yeah, đây là Molly và Khoa Cảnh đến từ Y2K man. Y2K. Yeah. Ok. Đến từ Y2K. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha anh em. Giờ không bắt đầu nữa. Luôn. Cho anh xem cái vụ gì đi. 10.000 view, 10.000 view trong 14 giờ nha anh em. Ủa là sao có bài nãy anh nghe nữa vậy? Nó là hình như nó là ăn cắp lô nhau hay gì, em nghe cộng đồng mạng nói là vậy. Shit man. Thì phải luôn anh nào. Quên chưa cho Khoa Cảnh uống nước nữa. Anh em ngâm một miếng nước đi rồi hãy quất. 14 tiếng trước theo cập nhật tình hình là bây giờ là mình dính cái vụ uống nước này lâu quá vậy. Miếng nước nữa rồi. Hả? Miếng nữa rồi hết. Để anh quất cái ly của anh trước. Quá chiêu. Đợi xíu nha anh em. Okay, anh em chắc sẽ chiêu với mình thôi mà. Yeah. 14 tiếng trước mà đã 10k view rồi nha anh em, cũng khủng lắm đó. Người gì? Là chắc được đưa tin luôn hả anh em? 197 comment. Thôi. Em. Rồi anh em. Bây giờ mình muốn đọc comment trước không hay là mình vô luôn? Nghe nhạc trước đi. Mình bố đi. Nghe nhạc trước đi. Ok, ok. Là bây giờ mình sẽ bật cái phần ok, sub lên. Sub lên. Rồi bố nha anh em. Ok, vô nè. 1 2 3. Bye. Giỡn với ngoại hả? Đây là cái bài của Gil phải không anh em? Yeah. Thích như ảo. Muốn chơi không? Muốn quạt tay? Muốn sang đâu? Muốn kiểu gì? Muốn ngâm không? Muốn bữa không? Ồ là sao? Là cái bài này là cái giống như là show demo mà ra trước cái bài đó rồi hả? À vậy là cái bài này là cái demo của bạn T-Shit. Yeah. Nhưng mà Gil đã ra một cái bài giống hồi nãy anh em. Cái bài này thì rất là giống nha anh em. Mình có thể thấy là hai cái đoạn flow giống nhau. Cái kia là freestyle mà nhờ. Cái kia là demo. Yeah, cái kia mà là trùng hợp luôn cả cái từ thích chơi không luôn hả? Yeah. Damn. Yeah yeah. Ok ok, mình có thể hiểu được câu chuyện này nha anh em. Ok ok. Double fuck. Đầu lấy công bằng. Biết chơi đây, muốn chơi đây, thích và đấy, thằng cosplay nó chẳng đi. Sao mình im thế, mọi phố lọt, lại ngày. Biết chơi đây, muốn chơi đây, thích
trời đầy thức và đấy thằng có lầy giấy thích đi sao mày im thế bồi phố lỏ lại nhóc ngày nhóc. Biết bản chất mày rồi nhưng tao phải lên nhạc mặc dù là tao đang bận nay may mắn được gặp anh Trường Giang nhưng không hài hước anh Trường Giang lận câu này hơi cảm với tôi nha anh em tôi tên Trường này Trường Giang lận cái Trường trong này cũng liên quan tới Gil luôn cái này là T-shirt nó đít tôi rồi anh em ơi tôi phải nhắn tin nói chuyện với nó không lộn chuyện này nó đéo cam tâm thế nên tôi có một vài luận điểm cùng vài câu hỏi thật sẽ kéo sang thăm ban đầu tôi nghĩ nó là sự trùng hợp nhưng mà chuyện diễn ra nó càng lúc càng trì nếu không ăn cắp của tao thì mình xóa comment câu hỏi của bạn tao làm gì là có comment xong rồi kêu có xóa comment luôn hả đúng rồi đây cái này trong bài nhạc anh em có nói ra nó càng lúc càng trì nếu không ăn cắp của tao thì mình xóa comment câu hỏi của bạn tao làm gì đứng đi trước khi vụ này nó còn đi xa hơn cả những gì mày nghĩ mày chỉ chứng minh mày là thằng ăn cắp nếu mày nói flow đó quậy sao tao cái Asep Rocky là như thế nào ta Asep Rocky anh nghĩ chắc là bài Brace the Law á cái flow đó nó tương đồng như nhau á anh em nhưng mà cái này nó thêm một chữ nữa nó thêm cái cảm thán của Việt Nam mình vô chơi không ghi mang cái Asep Rocky vô nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp nha anh em. Cỡ như mày thêm vài năm nữa anh em tao cho mày hít khói đúng rapper xinh ngoại và có play y như lệnh rất nói nếu mày nói tao muốn phim thì lý lẽ của mày hôm nay nó sẽ bứt lối bảo sao cũng năm nay là năm xưa của anh em nhà kia có linh với lại rick nữa chắc là tỏ ra thượng đẳng chứ gì make money mày không rảnh chứ gì thì mày chỉ đang khẳng định là tao đúng mảng cấp của tao chứ không có gì fan mày tách sao không rap đi đứng dậy múa tôi xem nữa đi khoe tiền khoe fame chi vậy ní trong khi nhạc của mày trước giờ tôi copy tôi rap game này có kiểu muốn dùng fame để chèn ép người khác từ bây giờ muốn có được vị trí cao như lại đi sáng tạo theo cái kiểu lười nhác từ bây giờ rap game này có kiểu muốn dùng fame để chèn ép người khác từ bao giờ muốn có được vị trí cao như lại đi sáng tạo theo cái kiểu lười nhác mới chỉ là hỏi thăm thôi động đất à các bạn đã có ghê đúng không anh đúng rồi các bạn không hiểu không sử dụng đòn đánh của đối thủ khổ gõ y chang bài đó luôn chơi đây muốn chơi đây thích va đấy thằng cosplay giải thích đi sao mày im thế bồi phố lọ lại nhóc ngay biết chơi đây muốn chơi đây thích va đấy rồi cái khúc dính nha em giải thích đi sao mày im thế bồi phố lọ lại nhóc ngay ok anh lớn á thì anh phải ngồi thêm tại comment bạn em thì anh xóa còn lùm xùm thì anh không lên tiếng thì bài nhạc này chờ anh còn nếu nghĩ im lặng được anh im luôn đi không biết là Gil có sẽ rap T-shirt không ha anh em không biết được luôn khó đoán lắm bây giờ thì mà nè anh em thấy sao thấy thấm anh em thấm mà anh thấy cái gì ta cái hai cái flow nó giống nhau thiệt mà giống luôn cả cái cảm thán nữa em thì em thấy bài này còn hơi nhẹ tay nếu mà cái demo kia mà ra trước mà upload lên trước thì có chắc nó là một cái chiến thuật gì đó có thể maybe vậy tiếp theo để coi Gil có rap không nếu mà Gil không rap thì sao anh em Gil không rap thì chứng tỏ gì không rồi what không mình cho chuyện này qua đi ok tiếp anh em là việc của Gil nhờ bây giờ anh em reaction gì đâu mình đọc comment thử đi anh em ok mình đâu có thể nào qua bài này nhanh vậy được bật CC nha mọi người ok này có T-shirt Gil thích như nào muốn chơi không mày lên bài tao trốn luôn cái này là khẽ Gil hả mày từng nào gió từng đó xe mạnh anh em ơi anh em Xuân Lộc ủng hộ ní Xuân Lộc là ở đâu anh em ở Đồng Nai cái gì thì không chứ cái này hai tay hai chân hai điếu ủng hộ tiếp xúc ok không có hai điếu ở đây vậy ta hai điếu thuốc hai điếu thuốc đó anh em mấy con Gil trên TikTok đâu hết rồi mấy con Gil con nhỏ quá không thấy góp vui đồ nếu biết chuyện gì nhưng mà thích con chắc này đó có người khen anh em Hiếu Lê what Hiếu Lê check kaka có Hiếu Lê rap hả này ai nổi không anh em nổi anh là một rapper TikTok Hiếu Lê là một đứa em trên TikTok và ngay quả Trường Giang lận đỉnh với lòng thiệt tại anh Trường không không nha cái gấu nó nhạy cảm anh không có ý gì nha chắc là lát nữa phải gửi mail vô T-shirt thôi cháy nha tới công chuyện luôn căng mấy này vô thưởng vô phạt của anh em có ai có thông tin gì không ủng hộ hai tay hai chân thần tài đến mấy cái comment này mình có thể lấy làm một bài rap luôn á chiến luôn ông ơi có
anh em của Y2K nữa nè. Ghê vậy, có ồ có Molly ở đây luôn nè. Có nghe luôn mà bữa nay mới nghe chuyện hả? Vậy là Molly là người đã hóng phốt này trước rồi. Rick phản năm chuẩn ấy. Rick phản chuẩn vãi cả. Cái này chắc có liên quan tới đợt Rick Dis Woody với Gil này. Hay quá bạn ơi. Homie này nên được nhiều người biết đến. Cho bài này lên top đi. Còn gì khác không? Nhưng cũng không muốn vụ này thích Gil nhưng cũng không muốn vụ này chìm để có nhạc nghe. Không Gil rap fan này trung lập quá rồi, không phải Gil con rồi. Xin lỗi nha anh em, mình bây giờ mình giống cái cộng đồng mạng quá, mình tô xích người ta bình luận quá. Mình không có tô xích nha, mình đang đọc bình luận thôi. Rap đéo có khái niệm đạo flow, nhưng mà ở đây giống cả về nội dung lẫn flow thì va thôi, chứ về cơ bản là cả hai đều dùng flow của Asap Rocky. Đúng chính xác. Nhưng mà cái gì ta, cái thích chơi không, cái content á nó xem quá anh em. Cây điệp ủng hộ anh. Má tôi kêu đạo flow thì Gil còn dãy đành đạch bảo flow thằng Gil tự làm ra. Gil con dãy đành đạch. 10 điểm anh mình ơi, anh Ti ghé chơi anh nè. Anh Ti. Có Big Ti nè anh em, Big Ti on stay. Yeah. Muốn chơi không? Muốn chơi Gil. Muốn chơi Gil, muốn chịu ghê. Oh shit. Coi mấy video ông này freestyle ở quán chà đá ở đâu về vậy? Về tổng thể là bài này là một cái bài mở đầu khá tốt nha anh em. Thì nó đang được nhận sự tích cực. Thì nó có tương tác khá là tốt. Đầy đủ động cơ để có thể tôi ra một cái bài như này. Tôi định khen nữa rồi, nhưng mà tôi thấy có thằng kia nó bình luận anh Trường gian lận quá nhiều cái câu spam đó. Cái việc này nó nên dừng lại tí xíu thôi. Để không nên rồi. Dạ, mốt ra ngoài ai cũng anh Trường gian lận rồi, không được. Đâu, anh nghĩ là sau khi em nói vậy là lúc đó anh em gặp em ai cũng kêu em là Trường gian lận đó. Dễ buồn lắm. Ý tưởng hay đó mà đi vần chưa hay lắm, nếu đây là freestyle thì ok. Cũng có mấy cái ngoài reply ngoài lời quá, không liên quan gì hết. Trong có phèn không có chơ. Trong có phèn không có chớ là sao? Anh Trường gian lận nữa kìa anh. Đâu? Đó, anh Trường đó, anh Trường gian đó. Trường gian lận. Xong em ơi. Anh Trường. Quá buồn. Tôi là bất kỳ. Bất kỳ. Nhưng nghe bài này khá rõ lời, không cần CC. Bất kỳ là sao anh em? Bất kỳ. Biết là kỳ hả? Bất kỳ. Bất kỳ là cái gì ba? Nó là một cái ý là nói một gì. Nó gì ta? Rất kỳ chứ. Hợp quẹt. Xin la lướt. Dỏm hả, đốt như liền là sao? Đít như lồn. Đít như lồn à? Ghê vậy. Flow này của bạn ông à, tôi thấy nhiều người dùng flow này mà ai cũng là stolen thôi. Xóa comment là đéo được rồi. Okay. Nhưng mà tại sao lại xóa comment ha? Thì chắc không thích. Giờ ông ra bài này xong vô chữ anh muốn xóa nó cho cái portfolio đẹp không? Ảnh hưởng quá anh em, thị trường á, Gil không rap mà còn ăn cắp luôn flow bài này. Tôi không biết. Không khéo, khéo ông ra bài này xong khéo Gil không rap mà còn ăn cắp luôn cả flow bài này. Nói chuyện chán. Bớt. What the bro? Trình thì không có lại bú phê mà. Ây da, không biết đọc đâu nha anh em. Cái chuyện này bú phim hay không bú phim thì nó cũng bình thường thôi anh em ơi. Nhưng chung là mình đều phải bú phim nhau. Đúng rồi. Khác là được rồi. Mình sinh ra là mình đã bú rồi mà. Đúng vậy. Con mình sinh ra là mình đã bú rồi. Nên là cái việc mình bú phim hay đó nó cũng bình thường thôi anh em. Đâu chứng minh được kêu nó đạo đâu nhỉ. Cái này thì anh hiểu có thể là thiếu thời gian. Nhưng mà nếu mà cái clip kia up lên trước thì khó nói. Thiếu về cái độ về thời gian để mình biết sự thật. Toàn nhá Asap Rocky như nhau hết mà. Riêng về rap diss thì kêu không có tuổi. Hết rồi. Biến này vẫn đang chờ có thêm động tĩnh. Chúng ta sẽ reaction nếu như có gì đó liên quan.
Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Yes. Ha. See ya. See ya. See ya.